Thi Thiên 34. Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn. Sự ca ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va. Những người nhu mì sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tôn kính Đức Giê-hô-va. Chúng ta cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lời tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Người nào ngưỡng trong Chúa thì được chiếu sáng, họ chẳng bao giờ bị thẹn mặt. Kẻ khốn cùng này kêu cầu và Đức Giê-hô-va nhậm lời. Ngài giải cứu người khỏi mọi nỗi gian truân. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài và giải cứu họ. Hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va tốt đẹp dường bao. Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài, vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Sư tử tơ có thể thiếu thốn và đói khát, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu điều tốt lành nào. Hỡi các con, hãy lắng nghe ta. Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ai là người ham thích sự sống và ước mong hưởng chuỗi ngày phước lành, hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác và môi mình khỏi lời xảo quyệt. Hãy tránh điều ác và làm điều lành. Hãy tìm kiếm hòa bình mà theo đuổi nó. Mắt Đức Giê-hô-va đối xem người công chính, tai Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của họ. Nhưng mặt Đức Giê-hô-va chống lại kẻ làm ác, để xóa sạch kỷ niệm của chúng khỏi mặt đất. Người công chính kêu cầu, Đức Giê-hô-va lắng nghe và giải cứu người ấy khỏi mọi gian truân. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu vớt kẻ nào có tâm hồn thống hối. Người công chính gặp nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va luôn luôn giải cứu người. Ngài gìn giữ tất cả xương cốt người ấy, không để một cái nào bị gãy. Điều dữ sẽ giết kẻ ác, còn những kẻ ghét người công chính sẽ bị định tội. Đức Giê-hô-va cứu chuộc linh hồn của đầy tớ Ngài. Tất cả những ai nương náu mình nơi Ngài sẽ không bị định tội. 2 Tê-sô-lô-ni-ca đoạn 1. Phao-lô, Sinh-văn và Ti-mô-thê gửi cho hội thánh tại Tê-sô-lô-ni-ca ở trong Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và trong Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ. Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ ban ân điển và bình an cho anh em. Thưa anh em, chúng tôi phải luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về anh em. Và điều này rất đúng, vì đức tin anh em tăng trưởng rất nhiều và tình yêu thương của mỗi người trong anh em đối với nhau càng ngày càng gia tăng. Chúng tôi cũng tự hào về anh em trong các hội thánh của Đức Chúa Trời, về sự kiên nhẫn và đức tin anh em trong tất cả những bắc bớ và hoạn nạn mà anh em đang chịu. Đây là chứng cớ về sự phán xét công minh của Đức Chúa Trời, để anh em trở nên xứng đáng với vương quốc Đức Chúa Trời. Chính vì vương quốc đó mà anh em chịu khổ. Theo sự công minh của Đức Chúa Trời, Ngài hẳn sẽ lấy hoạn nạn báo trả những kẻ gây hoạn nạn cho anh em, và cho anh em là những người chịu hoạn nạn được an nghỉ với chúng tôi trong ngày Chúa là Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến giữa ngọn lửa hừng với các thiên sứ đầy uy lực của Ngài. Ngài sẽ trừng phạt những kẻ không chịu nhận biết Đức Chúa Trời và không phân phục tin lành của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu. Họ sẽ chịu hình phạt hủy diệt đời đời, phân cách khỏi sự hiện diện của Chúa và vinh quang của quyền năng Ngài. Khi Ngài đến trong ngày ấy, để được tôn vinh giữa các thánh đồ và được chiêm ngưỡng bởi tất cả những người tin, trong đó có anh em, vì anh em đã tin lời chứng của chúng tôi trước mặt anh em. Vì vậy, chúng tôi luôn cầu nguyện cho anh em, để Đức Chúa Trời chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với sự kêu gọi của Ngài và nhờ quyền năng Ngài mà hoàn tất mọi khát vọng tốt đẹp và công việc của đức tin anh em, đến nỗi danh của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu được tôn vinh trong anh em và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ. Ê-sai đoạn 21. Lời tiên tri về hoang mạc gần biển. Nó đến từ hoang mạc,